Hai các bạn, mọi người ở Việt Nam đang vui xuân đón Tết như thế nào rồi? Còn mình thì đang đón tuyết. Họ ăn Tết, còn mình ăn tuyết theo đúng nghĩa đen. Ở chỗ mình đang có báo tuyết các bạn ạ. Tuyết rơi được 2 ngày hôm nay rồi. Nhiều cơ sở kinh doanh và trường học thì đã đóng cửa. Đầu năm mà phải cao tuyết sắp mặt thế này, sang năm chắc phải cao cả năm rồi. Mình cũng tính đi du xuân cho có không khí, mà đường xá đầy tuyết thế này, mò ra không khác gì trượt băng nghệ thuật. Thôi ở nhà cho nó lành, mình sẽ vào nhà lấy thước đo xem tuyết dày như thế nào. 15 inch khoảng 38cm nha các bạn. Vật lộn cả buổi sáng với mấy đống tuyết này, cuối cùng thì cũng đã xong. Thôi chúc mọi người ăn Tết vui vẻ.